Xin chào quý vị khán giả của kênh Bình luận viên Tạ Biên Cường Plus. Messi đã ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết League Cup 2023 để giúp Inter Miami dẫn trước Nashville SC. Dù câu lạc bộ bang Florida đã không thể bảo vệ được mảnh lưới khi tuyển thủ quốc gia Haiti Papa Pico gỡ hòa, nhưng trên chấm luân lưu cân não, Messi với cú sút thành công ở loạt đá đầu tiên đã tạo nên sự tự tin rất lớn cho các đồng đội, từ đó mang về chiếc vô địch League Cup đầu tiên trong lịch sử của Inter Miami nói riêng và cả nước Mỹ nói chung. Bởi giải đấu này mới chỉ diễn ra có 3 năm và trong 2 lần trước, những đại diện của bóng đá Mexico đã thống trị tuyệt đối. Và tất nhiên, như đã biết, đó là lúc Messi chưa có mặt ở đây. Nashville không phải là câu lạc bộ có truyền thống quá hào hùng nếu so với những Philadelphia Union, FC Dallas hay Orlando City mà Messi và các đồng đội từng đánh bại trước đó, bởi vì họ mới chỉ được thành lập từ năm 2016. Tuy nhiên, đội bóng thuộc tiểu bang Tennessee lại chính là đối thủ kỵ giờ nhất của Inter Miami trong lịch sử. Những cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ luôn có cảm giác như là một trận đại chiến của nước Mỹ. Chẳng cần phải nói quá nhiều khi vào giữa tháng 5 năm 2023, lúc đó chiếc ghế huấn luyện viên trưởng còn thuộc về Phil Neville, một trong số những thành viên quen thuộc của thế hệ 92 huyền thoại của Manchester United bên cạnh chủ tịch David Beckham. Trận đấu đầu tiên vào ngày 18 trong khuôn khổ MLS, Inter Miami thất bại trên Nashville với tỷ số 1-2. Nhưng chỉ 6 ngày sau, tại vòng knockout đầu tiên của US Open Cup cũng là tỷ số tương tự, nhưng lần này phần thắng lại thuộc về đội chủ sân PNK Stadium. Đó là lý do tại sao ở những phút đầu tiên của trận chung kết cả hai đội đều nhập cuộc khá chậm rãi và không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Nashville là đội thi đấu có phần sắc nét hơn, trong khi Inter Miami chủ yếu dựa vào khả năng của Messi. Và siêu sao người Argentina đã lên tiếng đúng lúc. Phút 23, trong một tình huống tấn công của Inter Miami, bóng đến chân của Messi, Epulga lừa bóng qua vài cầu thủ của Nashville trước khi dứt điểm từ xa cực mạnh vào góc chết để mở tỷ số. Không nhiều thủ môn trên thế giới có thể cản phá được cú sút này bởi nó giống như một thương hiệu riêng của Messi rồi. Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Inter Miami tiếp tục lối đá du ngủ, phòng ngự chặt và chờ cơ hội chuyền bóng cho Messi để tạo ra đột biến. Cách chơi này vẫn được họ duy trì trong hiệp thi đấu thứ hai, nhưng may mắn thì đã không còn vì đối thủ đã tìm được bàn gỡ hòa. Theo quy định của giải đấu, khi hai đội hòa nhau trong 90 phút thì sẽ bước vào loạt sút luân lưu cân não mà chẳng cần tới thời gian của hiệp phụ. Trên chấm 11m, cả ba danh thủ huyền thoại của bóng đá thế giới được chủ tịch David Beckham mang về hồi mùa hè đều thực hiện thành công, cộng với sự xuất thần của thủ môn Drake Callender ngày hôm nay đã giúp Inter Miami chính thức sở hữu chiếc cúp vô địch đầu tiên trong lịch sử 5 năm thành lập của mình. Tất nhiên, danh hiệu cá nhân cao quý ngôi vị vua phá lưới chẳng thể nào thoát khỏi tay Messi với 10 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 7 trận tại League Cup. Đây là giải đấu mới được diễn ra lần đầu tiên vào năm 2019. Theo lịch dự kiến thì League Cup sẽ được tổ chức đều đặn mỗi năm một lần, nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và kỳ World Cup trên đất Qatar nên giải đấu vào các năm 2020 và 2022 không thể diễn ra đúng kế hoạch. Còn vào hai lần trước, chiếc vô địch đều gọi tên các đại diện đến từ Mexico là Cruz Azul 2019, đội bóng mà Messi đã đánh bại tại vòng bảng năm nay, và Club Lyon vào năm 2021. Nói một cách dễ hiểu, Messi mang đến chiếc vô địch League Cup đầu tiên cho cả nước Mỹ, chứ không phải riêng gì cho Inter Miami, bởi vì League Cup là giải đấu hội tụ các đội bóng đến từ 3 quốc gia Mỹ, Mexico và Canada. Nhưng như chúng ta đã biết thì đây chính là 3 quốc gia có nền bóng đá mạnh và cạnh tranh lớn nhất tại khu vực CONCACAF, bên cạnh việc 3 đội tuyển quốc gia của họ cũng luôn chia nhau 3 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng của FIFA nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt hơn nữa, sự cạnh tranh gắt gao đến từ 3 nền bóng đá này xuất phát từ mong muốn được góp mặt tại CONCACAF Champions Cup 2024, giải đấu tương đương với cúp C1 ở khu vực CONCACAF. Ngoài ra, CONCACAF Champions Cup 2024 sẽ có 5 vé ưu tiên dành cho các đội bóng vô địch ở từng khu vực lãnh thổ để vào thẳng vòng knockout đầu tiên thay vì phải đá thêm một vòng trước đó nữa. Trong năm đại diện may mắn này, các đội bóng ở Mỹ có hơn 1,3 suất, có nghĩa là nhà vô địch giải nhà người Mỹ MLS 2023 được một suất chính thức. Suất còn lại phụ thuộc vào việc đội bóng nâng cao danh hiệu League Cup 2023 và hiện tại nó đã gọi tên Inter Miami. Không còn nghi ngờ gì nữa, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm nay chắc chắn thuộc về Messi với những đóng góp to lớn của cầu thủ này trong hành trình lịch sử của Inter Miami, một đội bóng tầm trung trước khi nhà vô địch thế giới đến. Chưa hết, thế giới một lần nữa ở dưới chân của Messi khi cầu thủ này đã chính thức đoạt được danh hiệu thứ 44 trong sự nghiệp vĩ đại của mình kể từ lần đầu tiên có được danh hiệu vào năm 2004. Không ai trong làng túc cầu có thể chạm đến thành tích này trừ M10 hoàn hảo. Epulga đã chơi tổng cộng 42 trận chung kết và thắng 35
lần. Messi hiện có 44 chức vô địch, chính thức vượt qua đồng đội cũ Dani Alves 43 danh hiệu, trong đó có 35 chiếc cúp cùng Barcelona, 3 cùng Paris Saint-Germain và 5 với tuyển Argentina, và mới đây nó được bổ sung bằng danh hiệu mới cùng Inter Miami. Một hình ảnh khiến người ta nể phục Messi hơn nữa khi Inter Miami chuẩn bị cúp, cầu thủ này đã trao lại băng đội trưởng cho Jacqueline, người vốn giữ trọng trách này trước khi số 10 đến, để hậu vệ này cùng nâng cao danh hiệu. Chỉ có thể nói điểm 10 tuyệt đối dành cho Lionel Messi mà thôi. Sau khoảng thời gian tươi đẹp dưới màu áo của Barcelona trong quá khứ, có lẽ vào thời điểm hiện tại, Lionel Messi đã tận hưởng 12 tháng tuyệt vời khi truyền cảm hứng cho đất nước Argentina của mình đến với chức vô địch World Cup ở Qatar và giành chức vô địch Ligue 1 của Pháp cùng Paris Saint-Germain trước khi chuyển đến Mỹ để chơi cho đội bóng của David Beckham. Dùng từ thi đấu vào lúc này đối với Messi có vẻ không đúng lắm, vì rõ ràng chúng ta đang được thấy em Pulga chỉ đang tận hưởng những năm tháng cuối sự nghiệp của mình một cách thảnh thơi bằng việc chơi đùa với quả bóng mà thôi. Nên nhớ rằng cách đây ít hôm, khi lọt vào top 3 đề cử cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cũng như trên đường tới danh hiệu quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp, Messi thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến với phát biểu rằng nếu quả bóng vàng đến thì tốt, còn nếu không chẳng có gì xảy ra với tôi cả. Nhìn vào loạt sút penalty của Inter Miami mới đây, chúng ta đã biết được rằng Messi đã thật sự chọn đúng nền văn minh cho mình. Cụm từ nền văn minh rất hot trong thời gian gần đây, chỉ được dùng để miêu tả về đa số những cầu thủ có tài năng nhưng chọn sai bến đỗ, khiến sự nghiệp đang lên của mình bỗng dưng lụi tàn. Còn đối với Messi, cầu thủ này đã chịu đựng rất nhiều khó khăn trong quá khứ. Đã có những thời điểm, một bộ phận người hâm mộ Argentina tin rằng Messi chẳng thể nào bắt kịp Ronaldo và thậm chí không bao giờ đạt đến đỉnh cao như cố huyền thoại Diego Armando Maradona. Từng có những cuộc chia ly không hẹn ngày trở lại, nhưng rồi Messi đã vượt lên trên tất cả. Anh về đúng với bản ngã của mình, cùng với năng lực chuyên môn không thể chê vào đâu được. Đau khổ khi phải rời Catalan, cảm xúc bị xúc phạm khi liên tục bị các cổ động viên thủ đô Paris lăng mạ. Sự ra biểu lúc Enpulga chọn Mỹ là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Tất cả mọi thứ đã chấm dứt hoàn toàn sau trận chung kết này. Cách Messi hạnh phúc sau mỗi lần đồng đội thực hiện thành công quả 11m đã nói lên tất cả. Chắc chắn rằng hiện tại Messi rất yêu Miami, yêu Florida, yêu luôn cả nước Mỹ, vì ở đây họ dành cho anh sự tôn trọng tuyệt đối. Một vị thánh sống của làng túc cầu thế giới. Hiện thực thì luôn phũ phàng và tất cả chúng ta đều phải chấp nhận nó. Ronaldo cách đây 10 ngày cũng đã có được chức vô địch Arab Club Champions Cup đầu tiên cùng Al Nassr. Quả thật cũng đã rất lâu rồi chúng ta mới nhìn thấy được Ronaldo và Messi so kè với nhau đến từng bàn thắng như vậy, mặc dù cả hai hiện đã cách xa nhau hơn 10.000 km. Câu chuyện ai giỏi hơn ai đã kết thúc từ lâu lắm rồi và chúng ta chỉ nên tập trung vào việc tận hưởng bóng đá lúc này mà thôi. Đối với Messi và các đồng đội, chức vô địch MLS hiện tại đã quá xa vời vì giải đấu còn 12 vòng đấu, tương đương 36 điểm tối đa, trong khi Inter Miami hiện xếp cuối bảng với 18 điểm, cách đội đầu bảng Cincinnati 33 điểm. Nhưng trước mắt, câu lạc bộ thuộc bang Florida lúc này là chuẩn bị bước vào trận bán kết US Open Cup với chính Cincinnati vào ngày 24 tháng 8. Nếu thắng, Inter Miami sẽ tiến đến trận chung kết và đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Houston Dynamo và Real Salt Lake. Chức vô địch US Open Cup chắc chắn là mục tiêu tiếp theo của toàn đội. Chúng ta hãy cùng chờ Messi tỏa sáng một lần nữa ở giải đấu này. Còn bây giờ xin được chúc mừng Inter Miami, chúc mừng chủ tịch David Beckham và chúc mừng greatest of all time player Lionel Messi. Quý vị cũng hãy đưa ra những ý kiến của mình về thành công của Messi và dành cho anh những lời chúc xứng đáng nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.